Rồi con xin chào cô chú các bác anh chị gần xa nha. Thì hôm nay con có tiếp tục về được một số phôi bông trang đỏ lá nhỏ với một cặp phôi trang vàng lá nhỏ với được một cây mai xù nha cô chú. Với mười mười mấy phôi nguyệt quế, trong đó có được ba cây, nói chung ba cây này rất là đẹp cô chú, lùng lực búp măng luôn cô chú ơi. Với một cây cao này, cái vàng đế nó khá là đẹp nha cô chú. Đó, thì chuyến này con giao lưu được có được một số cây thôi. Thì số điện thoại con là 093 0939 707 168, cũng là số Zalo nha cô chú. Rồi con không làm mất thời gian thì con vô cây số 1 luôn nha. Đó, chương trình con vẫn là tiếp tục là bao sống bao ship cho cô chú tới nhà ha. Đó, bao sống cho cô chú trong vòng 2 tháng nha, 60 ngày nha cô chú. Những cây này cô chú cứ yên tâm rồi. Nói chung là cây sống khỏe mình khỏe hết. À, cây rất là đẹp cô chú, con cũng cảm ơn cô chú trong thời gian qua ủng hộ cho bãi kiển con nha, con cảm ơn rất nhiều. Rồi con lên vàng bông trang này cũng khá là rẻ cô chú. Đó, cặp này cặp mã số 1 nha cô chú. Đó, cặp mã số 1 ha. Rồi con xin đo thông số ha. Đây, tổng cái cũ được 25 nha cô chú. Đây, tại trí này ha. Kệ bên đây. Bên đây 22 nha cô chú. Chiều cao thì hai cây nó tương đối với nhau, 16 nha cô chú. Ha, 16 ha. Đó, cặp mã số 1 này có giá là 650 ngàn nha cô chú. Con bao phí ship nha. À, rất là đẹp luôn. Trang đỏ lá nhỏ nha cô chú. Rồi tiếp theo là cặp mã số 2 ha. À, một củ luôn cô chú ơi. Nói chung con lên cái mấy cặp này rất là rẻ nha. Đó, cặp mã số 2 có 600 hoặc 650 thôi. Đó, rồi con xin phép đo thông số ha. Cái cũ được 24 nha cô chú. Con đo hạo một cây đó ha. Chiều cao được 16 nha. Đó, cặp mã số 2. Số điện thoại con là 0939 707 168, cũng là số Zalo luôn nha cô chú. Địa chỉ con là ấp Tân Lập, Bình Tân, Vĩnh Long. Rồi cặp mã số 2 có giá là 650 ngàn luôn. Con bao phí ship cho cô chú luôn ha. Đó, những cây về cô chú cứ vô chậu trồng bình thường luôn ha. Cây khỏe đâm rễ cám hết rồi. Tiếp theo là cặp mã số 3. Quá trời cái cũ luôn cô chú ơi. À, cây rất là đẹp ha. Nói chung hàng này cô chú chơi bonsai là hết ý luôn nha. Rồi cũ này là được 19 nha cô chú. Nó vót ngọn búp măng luôn cô chú ơi. 16 hoành chiều cao nha cô chú. Nó con hạo một cây thôi. Rồi mã số 3 có giá là 650 ngàn luôn. Con bao phí ship nha. Tiếp theo là cặp mã số 4. Tiếp theo là mã số 4. Đó. Cây lên tược sống khỏe, trang đỏ lá nhỏ nha cô chú. Rồi con xin phép hạo một cây ha. Cái hoành tài trí được 16 nha cô chú. 16 ha. Hoành cũ bên đây thì 17 nha cô chú. Chiều cao là được 19 nha cô chú. Rồi cặp mã số 4 có giá là 600 ngàn nha cô chú. Cặp mã số 4 có giá là 600 ngàn. Tiếp theo là cặp mã số 5. À, cặp mã số 5 nha cô chú. Quá trời vàng đế luôn. Rất là rẻ luôn nha cô chú. Rồi chiều cao là được 19 nha cô chú. Cái hoành tây chí được 15 nha cô chú. Rồi mã số 5 có giá là 650 ngàn nha cô chú. Cho một cặp nha. Đó. Rất là rẻ luôn. Tiếp theo là cặp mã số 6 nha. Cặp mã số 6. Cây này cô chú về tới Tết là cô chú chơi bông được rồi. Hoành cũ là được 19 nha cô chú, tại vị trí này nha. Chiều cao được 19 luôn. Đó, cây cũ này thì bự hơn nha cô chú. Rồi cặp mã số 6 có giá là 600 ngàn luôn nha cô chú. 600 ngàn. Rồi tiếp theo là cặp mã số 7 ha. Con có 7 cặp trang đỏ thôi nha cô chú. Và một cặp trang vàng. Đó, cặp mã số 7 ha. Rất là đẹp. Rồi con xin phép hạo ha. Hạo thông số là được 18 nha cô chú, nghe cũ này nha, tại trí này ha.
chiều cao là được 18 luôn ha. Đó. Rồi cặp mã số 7 có giá là 650 ngàn nha. Rồi tiếp theo là cặp mã số 8, trang vàng lá nhỏ nha cô chú. Trang vàng lá nhỏ nha, trang vàng lá nhỏ thì con còn có một cặp màu hàng nha cô chú. Cái gì tuần sau cho mới có về được trang vàng thêm nha. Cái này con hết hàng luôn rồi. Đó, còn cặp một duy nhất. Bán giá rẻ cho cô chú chơi luôn. Hoành là được 18 nha cô chú, hoành cũ quá nha. Chiều cao là được 18 luôn. Rồi cặp trang vàng lá nhỏ này con xin giao lưu cô chú là 550 ngàn nha. 550 ngàn con bao phí ship ha. Rồi con. Rồi tiếp theo là con lên một cây phôi trang vàng nha cô chú. Cây này thì nó lên xù dữ lắm rồi cô chú ơi. Đây lên xù hết trơn rồi. Rất là đẹp cây luôn. Nè. Cô chú nhìn nó xù nè, nó chảy nè. Đó. Rất là đẹp ha. À, lên nó chảy. Cây này thì nguyên một củ luôn nha cô chú. Đây bên đây thì nó có đế cắm xuống nha. Đó. Cô chú nào về có chơi ấy thì mua kiếm mấy bo bông đẹp đẹp ghép vô ha. Cây này thì con chưa thấy mặt bông nha. Những hàng này cô chú về ghép rất là đẹp ha. Cô chú nhìn nó xù chảy nè, rất là đẹp. Đó. Chảy dài xuống. Cây này nuôi tương lai lắm nha cô chú. Lên tới trên đọt luôn cô chú ơi. Rồi con xin phép đo thông số ha. Tại vị trí hoành là được 32 nha cô chú. Đây con quay vòng đây. 32 ha. Đó. Tổng cái nồi đế cũ của nó là được 75 nha cô chú. 75 ha. Đây. 75 ha. Đó. Chiều cao. Chiều cao là được 130 nha cô chú. Tới mặt bầu nha. Cây này nuôi tương lai lắm cô chú ơi. Rồi cây mã số 9 này, cây mai vàng này con xin giao lưu với cô chú là 4 triệu 900 ngàn nha. Cây mã số 9 4 triệu 900 ngàn con bao phí ship nha. Đó. Cây mà cao này nó xù cái này cũng hơi khó kiếm nha cô chú. Đó. Rồi con xin phép đổi cây ha. Rồi tiếp theo là mã số 10. Là một phôi nguyệt quế nha cô chú. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Đó. Cây thì lên tược sống khỏe hết rồi. Nói chung luôn nguyệt quế này thì con cũng để nó cũng hơi lâu tí xíu nha. Cũng tháng mấy, hai tháng mấy rồi đó. Con để cho nó mạnh hết trơn rồi con mới bán cho cô chú ha. Nói chung giá cũng rất là rẻ cô chú. Rồi con xin phép đo thông số ha. Cái này để nôm rất là đẹp cô chú ơi. Hoành được 28 ha. Tổng nồi đế được 114 nha cô chú. Chiều cao. Chiều cao là được 75 ha. Cây lên tược sống khỏe luôn. Rồi cây mã số 10 con xin giao lưu cô chú là 1 triệu đồng nha. Con bao phí ship. 1 triệu đồng con bao phí ship luôn. Quá rẻ. Rồi tiếp theo là mã số 11. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Đó, mã 11 ha. Rồi con xin phép đo thông số ha. Quanh tay vị trí được 31 nha cô chú, 31 ha. Chiều cao đế thì rất là đều nha cô chú. Chiều cao 78 ha. Đó, đế thì rất là đều luôn. Rồi mã 11 có giá là 1 triệu đồng luôn nha cô chú. Con bao phí ship ha. Nói chung lô này hàng tầm trung rất là dễ chơi nha cô chú. Rất là rẻ luôn. Rồi tiếp theo là mã 12. Mã 12 nha cô chú. Những cây này con nuôi lên tược hết rồi, khỏe rồi cô chú ơi. Nhưng mà con vẫn bao sống cho cô chú ha, trong vòng 2 tháng ha.
đó. Đế thì đế đóng thì khá lắm, khá là đẹp luôn. Rồi con xin phép đo chiều cao. Chiều cao được 72. Cái hoành. Hoành là được 26. Tính 25 này ha cô chú. Rồi cây mã số 12 có giá là 900 ngàn nha cô chú. 900 ngàn con bao phí ship luôn. Quá rẻ luôn cô chú ơi. Cô chú nhanh tay chốt nha để hết hàng ủng nha. Tiếp theo là mã 13. Đó. Chiếc này lên tầm người quế tầm trung này khá là rẻ nha. Bông rất là thơm nha cô chú. Mã số 13. Đế thì cô chú khỏi bàn, khỏi chê, đẹp lắm. Hoành tay chí được 29 nha cô chú, 29 nè, 28 cô chú ơi, xích thước một tí xíu ha. Chiều cao 59 nha. Cây thì lên mục sống khỏe hết. Rồi mã 13 có giá là 1 triệu đồng nha cô chú. Lô này rất là rẻ nha cô chú. Tiếp theo là mã 14. Này con lên lô này quá trời rẻ luôn cho cô chú chơi. Đế thì đẹp mà thân thì đẹp luôn. Chi cành thì đóng cũng khá luôn. Rồi đo chiều cao ha. Chiều cao là được 73. Quá trời nóng. Hoành là được 22. Đó. Rồi cây mã số 14 này có giá là 800 ngàn nha cô chú. 800 ngàn con bao phí ship ha. Rất là rẻ luôn. Mấy cây này vô vườn cô chú mua chưa chắc có giá đó nữa. Rồi tiếp theo là mã số 14. Mã số 14. Ôi con xin lỗi, mã số 15 nghe cô chú. Mã số 15. Nóng quá trời nóng rồi. Rồi con xin phép đo thông số ha. Đo hoành ha. Hoành tay chí được 29 nghe cô chú. 29 ha. Đế thì khỏi chê, cái vàng cây này đế đẹp lắm. Cao 52. Đó, đế nè cô chú nhìn. Đều gan hết. Rồi mã số 15 con xin giao lưu cô chú là 1 triệu đồng chẳng nha. 1 triệu đồng ha. Quá rẻ luôn. Tiếp theo là mã số 16. Ốm kiểu này mà còn chảy mỡ. Tiếp theo là mã số 16 nha cô chú. Nguyệt Quế nha cô chú. Số điện thoại con là 0939 707 168 là số Zalo nha. Đó. Quá trời đẹp cái vàng cây nè. Cô chú nhìn rất là lực cây, rất là đẹp. Hoành thân là được 29. 29 nha cô chú. Chiều cao. Chiều cao 43. Cái cành bay. Cái cành bay xuống tới mặt bầu này là được 64 nha cô chú. Đó. Rất là đẹp ha. Rồi mã số 16 này con xin giao lưu với cô chú là 900 ngàn nha. 900 ngàn nha cô chú. Quá rẻ luôn. Những cây này phí ship không hết cũng khá là nặng nha cô chú. Đó. Mã số 17. Đó. Tiếp theo là mã số 17 ha. À. Rồi con xin phép đo thông số ha. Vàng cây này thì vàng đế quá trời đẹp cô chú ơi. Hoành là được 24 ha. Chiều cao được 69 ha. Đó. Rồi mã số 17 này thì con xin giao lưu cô chú là 900 ngàn ha. 900 ngàn. Tiếp theo là mã số 18 nha cô chú. Tiếp theo là mã số 18 ha. Cây này thì nó lắc rất là đẹp nha cô chú. Ha. Quá trời đẹp luôn. Mã số 18 ha. Cái cọng rễ chằn này thì con để gì cô chú về muốn cắt cắt nha. Tại vì ở trong thì nó còn rễ rất là đẹp ha. Muốn để cũng được. Đó. Cây này rất là đẹp nha cô chú. Hoành được 24, 24 hoành ha. Chiều cao là được 56 ha. Cô chú nhìn nó lắc nè.
Cây này chơi đúng dáng luôn. Cành phong đều có ha. Cành 1, cành 2, cành phong. Hàng đế thì nó bích chịch hết. Rồi mã số 18 này xin giao lưu của cô chú là 1 triệu 100 ngàn nha. Mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. Tiếp theo là mã số 19 nha. Đó, tiếp theo là mã số 19. Rồi con xin phép đo thông số ha. Cô chú nào có xem không rõ thì kết bạn Zalo của cháu ha. Đó, hoành là được 23 ha. Dạ. Hoành 23 ha cô chú. Nè, hoành 23 ha. Cái này cái củ rất là nở luôn. Củ nở dưới đẹp lắm. À. Chiều cao được 46 nha cô chú. Đó, cây này rất là đẹp. Rồi cây mã số 19 này có giá là 1 triệu đồng, còn bao phí ship nha cô chú. Cây này rất là đẹp nha cô chú. Đó. Rồi, tiếp theo là mã số 20. Lẻ luôn. Đó. Tiếp theo là mã số 20. Cây này thì rất là già cây luôn cô chú ơi. Đế thì nó đều gan ha. Đều bốn mặt luôn. Đó. Cây này cô chú về muốn chuyển dáng bay vẫn được ha. Đó. Chơi cả dáng bay gì cũng được luôn. Rất là đẹp. Đó. Cô chú muốn chơi dáng bay chơi ha. Tùy cô chú ha. Cô chú mua sở hữu về thích chơi dáng nào chơi. Những cây rất là già cây nha cô chú. À, quá trời đẹp cây. Rồi con xin phép đo thông số ha. Hoành tại vị trí này được 44 nha cô chú. 44 ha. Đây. Cành bay. Nguyễn cành bay được 70 nha cô chú. Đó. Những cây này thì cô chú để ra tược về thì bẻ qua nhạo thôi. Mấy cái qua nhạo cốt lớn nó lắc sẵn rồi, tự nhiên luôn á. Rất là đẹp ha. Rồi này là mã số 20. Mã số 20 này con xin giao lưu với cô chú là 3 triệu 200 ngàn nha. 3 triệu 200 ngàn con bao ship cho cô chú tới nhà luôn ha. Bao sống cho cô chú trong vòng 2 tháng. Hả? 3 triệu 200 ngàn. Rồi con xin phép đổi cây ha. Rồi tiếp theo là mã số 21 nha cô chú. Cái cây này có vàng đế rất là khủng cô chú ơi. Vàng đế nó quấu chứ không à. Nguyên một bạch. Rất là đẹp luôn. Cây này vàng đế quá trời đỉnh. Đó. Cây này cô chú về muốn cắt lực lại vẫn được nha cô chú. Tại giót ngọn này nó tầm khoảng chừng hai mấy à. Cắt xuống tới đây cái cây nó mới đẹp ha. Tại con muốn để nhiều khi cô chú muốn chơi tông cao thì chơi ha. Cái vàng đế quá trời đỉnh luôn. Đó, cái vàng đế rất là đỉnh ha. Đóng chi cành thì tứ diện luôn nha cô chú. Chi cành thì đóng đều hết. Mà bẻ qua nhạo hết rồi. Đó, bẻ qua nhạo hết rồi. Quan trọng là được cái vàng đế nè. Vàng đế cây này quá trời đỉnh. À. Rồi con xin phép đo thông số ha. Tại vị trí được 53 nha cô chú. Đây con quay vòng nè. À. 53 ha. Cô chú nhìn không thiếu một cọng rễ nào hết trơn ha. Mà nó bệt dài ra nó quấu xuống nha cô chú. Cái này cô chú nữa muốn chơi. Muốn ép chậu vẫn được ha, nuôi mình mạnh cây mình ép chậu ha. Rồi tại vị trí này thì được 72 nha cô chú. Đây. Đo hai ba vị trí đi. Đó. Tổng nguyên cái nồi đế của nó. Tổng cái nồi đế đặt của nó là được được 138 nha cô chú. Tổng nồi đế đặt của nó ha. Đó. Cô chú nhìn cái nồi đế khủng lắm nha cô chú.
nó giống như là cây sắp vậy đó. Quá trời rồi đấy. Rồi con đo chiều cao ha. Chiều cao nó 1,5 m nha cô chú. Tới mặt bầu ha. 1,5 m ha. Đó. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú. Rất là đẹp ha. À. Rồi cái mã số 21 này con xin giao lưu với cô chú là 6 triệu đồng nha. Con bao phí ship cho cô chú toàn quốc ha. Mã số 21 có giá là 6 triệu ha. Chung kiếm mấy cây đẹp gì cái giá này rất là rẻ nha cô chú. Rồi con xin phép đổi cây ha. À, tiếp theo là con lên mã số 22 cô chú. Cái này có được cái bộ ba cô chú. Cô chú nào muốn chơi bộ ba thì cứ lấy bộ ba chơi luôn. Đó. Hàng này búp măng non khá là đẹp nha cô chú. Hàng này bây giờ cũng khó tìm lắm cô chú ơi. Nói chung hàng cũng là hàng VIP nha cô chú. Nguyệt quế mà kiếm hàng lùng lực kiểu này khó kiếm lắm nha. Nuôi rất là lâu ha. Đế thì khá đều nha, cũ thì khá là đẹp nở. Đó. Cô chú nào có lấy được bộ ba đây con giảm phí ship cho chút đỉnh ha. Quá đẹp luôn. Nguyệt quế mà kiếm lùng lực mà búp măng non chỗ này ít lắm nha cô chú. Rồi con xin phép đo thông số ha. Rồi con quay cô chú tham khảo thêm. Đó, hoành tay chiến được 53 ha. Đây 53 ha. À, rồi con xích lên trên ha. Hoành này là được 47 nha cô chú. 47 ha. Đó. Đó hai ba vị trí đi. Này là được 40 ha cô chú. Hoành eo nhỏ nhất ha. Nó xuống dưới nó bóp nó nở rất là đẹp ha cô chú. À. Ba cây này là nói chung là bốn cây này là 21, 22, 23 này là không có tặc lỗi gì hết nha cô chú. Cái vàng nguyệt quế này hình như là không có bị lỗi sẹo gì hết á. Đó. Tán ngang. Tán ngang 75. Chiều cao được 60. Đó. Hàng búp măng là gì khó kiếm quá. Rất là đẹp hả cô chú. Rồi cây mã số 22 này con xin báo giá cô chú là 9 triệu đồng nha. 9 triệu đồng cho mã số 22 ha. Những hàng này có khó tìm lắm nha cô chú, hàng nói chung cũng hàng VIP không à, hàng đẹp không à. Đó. Rồi tiếp theo là con lên mã số 23. Đây, tiếp theo là mã số 23. Đó, cô chú nào có chốt chốt bộ ba luôn đi đẹp. Đó, mã số 23 ha. Cây cũng lùng lực lắm nha cô chú. Cây này cô chú ba cây này cô chú chuẩn chơi cây bài luôn ha. Chơi cây bài là ok luôn. Đó. Cành 1, cành 2, cành 3, cành 4 đều có ha. Quá đẹp. Ừ. Rồi con xin phép đo thông số ha. Rồi con quay từ từ cho cô chú tham khảo lại. Cái cũ này là được 56 nha cô chú. Đó. Này. 56 tại vị trí này ha. Những hàng này khó kiếm đó cô chú ơi, cô chú có mua về chốt mấy cây này về chơi rất là giá trị ha. 45 ha cô chú. 45 ha tại vị trí này ha. Đó, con xích lên trên chút nữa. Xích lên trên chút là 43 ha cô chú. Đó. 43 ha. Cây này rất là nở, ba cây này cây nào cũng nở đẹp hết á cô chú ơi.
chiều cao là được 71, 72 ha. Cái tán ngang, tán ngang là được 79 nha cô chú. Ê, con xin lỗi dướng dây. Được 76 nha cô chú. Những cây này con chừa, dạng như con chừa hay dài dài tí xíu vậy nè. Tại con sợ vận chuyển đi nó bị dập hay đầu hay hơi á, cho nên con chừa lại nha. Đó. Nhưng mà con gắng cố gắng đóng kỹ cho cô chú ha. Tại con chừa trừ hao không à. Dễ dụ cô chú, cô chú có giật lại giật chút xíu. Giật lại chừng 2 phân vậy đó. Đó. Rồi mã số 23 này con xin báo giá cho cô chú cũng là 9 triệu đồng luôn, con bao phí ship ha. Này là ăn cặp nha cô chú. Đó, cô chú chơi bộ ba luôn đi cho đẹp. Hàng này nói chung khó kiếm lắm nha cô chú. Rồi tiếp theo con lên mã số 24 ha. Đó. Cây này thì chơi chuẩn, ba cây này chơi chuẩn dáng luôn, cây bài luôn. Hiếm lắm, lâu lâu mới săn được mấy hàng này cô chú. Không mục, không lỗi, không bọng gì hết ha. Đó. Cây này bề đế quá trời khủng luôn cô chú ơi. À. Quá trời đẹp cái dàn đế. Cây này chơi chuẩn dáng cái bài nha cô chú. Cành 1, cành 2, cành 3, cành 4, cành 5 đều có ha. Đó. Cái này mặt tiền ha cô chú. Chế vàng mặt tiền quá đẹp luôn. Mặt hậu cũng đẹp luôn. Nói chung mặt tiền, mặt hậu, mặt nào cũng đẹp nghe cô chú. Cây không mục, không bọng nghe cô chú. Đó. Rồi con xin phép đo chiều cao đây rồi con quay vòng cho cô chú tham khảo lại ha. Chiều cao là được 75 nha cô chú. Cái tán ngang, tán ngang là được 80. Rồi con xin phép đo cái hoành ha. Tại vị trí được 57 nha cô chú. Đây con quay vòng ra. Đó. Tại trí này được 57 ha. Rồi con xích lên trên chút ha. Đây đo chỗ keo nhỏ nhất nha, là được 50 nha cô chú. Đây cô chú nhìn rõ không, 50 ha. Đó. Tổng cái nồi đế đặt của nó, tổng nồi đế đặt được 139 nha cô chú. Đây 139 tổng cái nồi đế đặt ha. Đó. Hàng này nói chung ba cây này hàng khó kiếm lắm nghe cô chú. Rồi cây mã số 24 cũng là mã số cuối cùng con xin giao lưu với cô chú là 15 triệu nha. Con bao phí ship toàn quốc cho cô chú luôn ha. Nếu cô chú nào có chốt được ba cây thì con sẽ giảm chút đỉnh tiền xe ha. Là con đi xe tải lên cho cô chú luôn. Đó. Cây mã số 24 có giá 15 triệu ha. Chung hàng này khó tìm lắm cô chú ơi. Nguyệt quế mà tông lùng kiểu này mà nó bonsai mà nó liền sẹo, không có miếng sẹo nào, khó tìm lắm ha. Đó, cô chú nhìn đây con quay lại ba cây cô chú xem ha. Cây mã số 21 cũng rất là đẹp nha cô chú. Cái cây đó cô chú nào thích chơi tông cao thì chơi ha. Đó. Quá đẹp cây luôn. Mấy hàng này kìa, tìm khó tìm, kiếm không ra. Nói chung là con vô vườn con mua giá cũng khá là cao ha. Rồi thì cuối clip thì con cũng xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ cho bãi kiển của con. Và bữa hổm này con có lên được một số đồ xưa đó, cô chú ủng hộ con cảm ơn rất nhiều nha cô chú. Thì con xin mong cô chú có xem kênh ủng hộ con tiếp tục, con cảm ơn rất nhiều. Số điện thoại con là 0939 707 168 cũng là số Zalo nha cô chú. Dạ con xin chân thành cảm ơn ạ.